bạn chúng ta cùng đến với sân bóng Việt Hùng để tiếp tục với ngày thi đấu khai mạc của giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 8 năm 2022. Và đây là một trận đấu tranh giải năm giữa Huế và Quảng Bình. Bóng đá bắt đầu lăn và hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa Quảng Bình và Huế đã được bắt đầu. Rất nguy hiểm. Chưa có bàn thắng dành cho Quảng Bình. Đó là một pha bóng mà bóng đá lộn xộn trong khu cấm địa. Vẫn sẽ tiếp tục là Nguyên Phong, một quả đá biên. Nguy hiểm. Đại Dinh. Không được. Duy Hoàng. Vẫn là Duy Hoàng, dứt điểm, không vào. Và xử lý rất khéo léo của Trần Duy Hoàng. Đó là Liên Quân Báo chí Nghệ An. Hoàn toàn có thể dứt điểm, không được. Và dứt điểm của Quang Minh. Rất thoáng, Đình Lương. Vẫn là Đình Lương. Không thể được. Và bóng xử lý và dứt điểm của Đình Lương. Xin chào các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sân Việt Hùng để đón xem tiếp hiệp 2 trận đấu tranh giải năm của giải báo chí miền Trung lần thứ 8 năm 2022. Càng chơi thì với nhiều cầu thủ ở đội hình chính vào sân hơn thì Huế đang bắt đầu càng có được thế trận chính hơn. Không được. Ngọc Thạnh sẽ đá phạt góc dành cho Huế. Công Minh dứt điểm. 1-0 dành cho Huế. Và đá rất tốt của Quang Minh. Huế đã có được bàn thắng vươn lên từ một tình huống phạt góc. Và bóng mà Quang Minh đã giật từ cột sau lên. Và pha đá chân trái sở trường là không thể cản phá của Quang Minh. Cú đá một chạm đẹp mắt của Quang Minh để giúp cho Huế có bàn thắng vượt lên trong trận đấu tranh giải năm. Và bóng ăn ý giữa Ngọc Thạnh và Quang Minh. Không có một cơ hội nào dành cho thủ môn Ngọc Hoàng. Xin lỗi bạn, thủ môn Văn Tiến. Cú đá rất khó của Quang Minh. Thêm một cơ hội nữa. Không vào. Vừa có thêm một cơ hội nữa dành cho các thủ Huế. Đó là cơ hội dành cho số 12 Công Tuấn. Công Tuấn đã có cơ hội đối mặt. Cú đá đã vượt qua được thủ môn của Quảng Bình nhưng lại đi ra ngoài. Tuấn này. Và đá căng nhưng bóng đi không chính xác. Xoay người dứt điểm không vào. Đó là một tình huống xoay người dứt điểm khá tốt của Đình Lương. Duy Hoàng dứt điểm. Rất đáng tiếc đó là pha đá ra ngoài của Duy Hoàng. Ngọc Thạch. Đánh đầu không vào. Đó là tình huống đánh đầu của số 21 Đại Dinh. Dứt điểm không vào. Đó là cú đá cự ly rất xa. Không được, cú đá hụt của Linh Giang. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại trận đấu tranh giải năm giữa Huế và Quảng Bình. Bàn thắng duy nhất của Quảng Bình đã mang lại chiến thắng dành cho Huế và giúp cho Huế đứng vị trí thứ 5 tại giải báo chí miền Trung lần thứ 8 năm 2022. Xin chúc mừng Huế.